phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng hệ thống phòng không của nước này đã chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái trên vùng Benkoros gần biên giới Ukraine, 7 máy bay không người lái trên vùng Kurs, 2 máy bay không người lái trên vùng Vorones, 21 máy bay không người lái trên vùng Rostov và 5 máy bay không người lái trên vùng Achakhan. Thống đốc Andrei Bocharov cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Volgograd. Ông cho biết các mảnh vỡ rơi xuống đã gây khoảng hoạn ở thị trấn Frolovo và tại một kho dầu ở thị trấn Kalak -Nadonu. Các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn và một cột khói đen bốc lên tại kho dầu. Các cuộc không kích diễn ra sau cuộc tấn công chết chóc nhất của Nga trong năm nay nhằm vào Ukraine và thứ hai, trong đó một loạt tên lửa đã tấn công vào các mục tiêu trên khắp đất nước, mà theo cáo buộc của Ukraine là bao gồm cả bệnh viện nhi Madrid ở thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tổng cộng có gần 100 cơ sở bị hư hại trên toàn quốc, bao gồm bệnh viện nhi Oak Madrid, nhà dân, trường mẫu giáo, bệnh viện phụ sản, một trường đại học và một trung tâm thương mại. Đống đổ nát tại các địa điểm này vẫn đang được dọn dẹp, ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố trên kênh truyền thông xã hội của mình. Người Nga phải chịu trách nhiệm về việc này, chỉ lo lắng thôi không ngăn chặn được khủng bố. Lời chưa buồn không phải là vũ khí, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết. Ông nói thêm, chúng ta cần bắn hạ tên lửa của Nga, máy bay chiến đấu của Nga phải bị phá hủy ngay tại nơi chúng trú chú ngụ, phải có những bước đi mạnh mẽ để loại bỏ mọi lỗ hổng an ninh. Nga phủ nhận việc nhắm vào bệnh viện nhi, đồng thời khẳng định mảnh vỡ từ tên lửa phòng không của Ukraina đã bắn trúng cơ sở này. Ukraina cho biết Nga đã sử dụng tên lửa hành trình KH-101 để tấn công địa điểm này. Cơ quan an ninh Ukraina cho biết họ đã tìm thấy mảnh vỡ từ tên lửa theo hãng tin reuters thủ tướng modi không nhắc đến cụ thể bệnh viện nhi ở ukraina khi gặp tổng thống nga vladimir putin tại điện kremlin thay vào đó nhà lãnh đạo ấn độ chia sẻ cảm giác của ông trước cái chết của những trẻ em vô tội trong chiến tranh xung đột hoặc tấn công khủng bố đối với ông modi đó là những cái chết khiến ông đau khôn xiết Thủ tướng Ấn Độ sau đó nhấn mạnh giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine không thể tìm thấy trên chiến trường và hòa bình chỉ có được qua đàm phán. Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết Nga và Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, đồng thời cảm ơn ông Modi vì những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng hoan nghênh Thủ tướng Modi đến Điện Kremlin để đàm phán về việc làm sâu thêm mối quan hệ song phương. Việc Thủ tướng Ấn Độ tránh chỉ trích hay nêu công khai quan ngại về cuộc chiến ở Ukraina và vụ bệnh viện nghi chúng tên lửa ngày 8 tháng 7 là điều dễ hiểu, New Delhi đang trở thành đối tác thương mại ngày càng quan trọng của Moscow và sau khi Nga hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, phát ngôn của ông Modi ngay tại Điện Kremlin cho thấy vụ bệnh viện Nhi đã bắt đầu thu hút nhiều hơn sự chú ý từ quốc tế. Ukraine tố Nga bắn tên lửa vào bệnh viện và tiếp tục phóng tên lửa vào các thành phố khác trên khắp nước này, khiến ít nhất 41 dân thường thiệt mạng và 190 người khác bị thương. Phía Ukraine cũng tuyên bố bệnh viện Nhi bị trúng tên lửa KH-101 Calip của Nga. Bằng chứng được thu thập tại hiện trường, trong đó có các mảnh vỡ của phần đuôi tên lửa, con số seri và một phần của hệ thống dẫn đường. Theo yêu cầu của Kiev, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn ngày 9 tháng 7 giờ Mỹ. Ngay trước khi cuộc họp diễn ra, trong cuộc họp báo ở Moscow vào ngày 9 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Nga không tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine". Ông Peskov nói. Bạn hãy dựa vào các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, họ đã loại trừ khả năng tấn công vào các mục tiêu dân sự và khẳng định rằng đó là do hệ thống phòng thủ tên lửa bị rời. Tuy nhiên, hãng thông tấn AFP dẫn thông tin từ Liên Hợp Quốc cho rằng có khả năng cao bệnh viện nhi tại Kiev đã bị một tên lửa của Nga đánh trúng trực diện. Từ Vatican, giáo hoàng Francis cũng bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi khai tin vụ việc, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các video xác nhận việc phá hủy thành công bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đang được quân đội Ukraine sử dụng. Hai bệ phóng bị phá hủy được lực lượng vũ trang Ukraine đặt ở khu vực Odessa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã phát hiện một khẩu đội hệ thống phòng không Patriot ở khu vực làng Yudnoye, sau đó triển khai không kích. Cuộc không kích chính xác của Nga đã phá hủy hai bệ phóng và trạm radar của lực lượng vũ trang Ukraine đây không phải là lần đầu tiên tên lửa nga phá hủy thành công hệ thống phòng không do mỹ sản xuất tại ukraine quay trở lại mùa xuân năm nay bộ quốc phòng nga đã báo cáo về việc phá hủy một số hệ thống như vậy nêu bật những nỗ lực đang diễn ra của quân đội nga trong việc vô hiệu hóa các yếu tố chính của hệ thống phòng không ukraine trong vụ tấn công phá hủy hai bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không patriot quân đội nga đã sử dụng tổ hợp iskander những vụ tấn công chính xác trong thời gian gần đây đã chứng minh đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật cao của iskander các tên lửa của tổ hợp này có độ chính xác cao và khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không khiến chúng trở thành một công cụ quan trọng trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang nga trong bản thông báo tóm tắt hàng ngày được công bố vào ngày 8 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chính thức tuyên bố phá hủy ba hỏa thần M142 HIMARS do Mỹ sản xuất cùng một lúc. Các tuyên bố đã được xác nhận bởi cảnh quay do máy bay không người lái trinh sát của Nga, đơn vị điều phối các cuộc tấn công quay lại. Theo SF, một máy bay không người lái trinh sát của Nga phát hiện ba bệ phóng HIMARS đang di chuyển đến các điểm triển khai của chúng ở khu vực Kherson. Các bệ phóng được nhìn thấy đang trên đường đến các vị trí quân sự nằm trong một khu rừng ở gần làng Klapaya, sau đó tọa độ được chuyển ngay đến Bộ Chỉ huy Quân sự Nga. Và ngay khi hệ thống HIMARS được triển khai, Nga triển khai tấn công bằng tên lửa Iskander. Theo SF, Nga đã phóng hai quả tên lửa Kết quả của các cuộc tấn công chính xác là cả ba hỏa thần M142 HIMARS đều bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các bệ phóng bị phá hủy đã được sử dụng để tấn công Sevastopol bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất. Theo Odisha TV, Thủ tướng Modi hôm thứ Ba đã mô tả Nga là người bạn đáng tin cậy của Ấn Độ và ca ngợi vai trò lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin đã giúp tăng cường mối quan hệ song phương trong hai thập kỷ qua. Lời ca ngợi của Thủ tướng Modi dành cho ông Putin trong bài phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ ở Nga được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang cố gắng cô lập nhà lãnh đạo Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Modi nhấn mạnh khi nghe đến Nga, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi người Ấn Độ là một người bạn đáng tin cậy và là một đồng minh thân thiết. Cho dù nhiệt độ có xuống dưới âm đến mức nào trong mùa đông ở Nga, tình hữu nghị Ấn Độ Nga vẫn luôn ở mức dương, tràn đầy ấm áp. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Ông Modi cho biết ông đặc biệt đánh giá cao người bạn là Tổng thống Putin vì đã đưa tình hữu nghị Ấn Độ-Nga lên tầm cao hơn trong hai thập kỷ qua. Thủ tướng Ấn Độ, người có chuyến thăm chính thức hai ngày tới Nga, đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine đã diễn ra trong hơn hai năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích chuyến thăm nga của thủ tướng ấn độ gọi đây là đòn dáng vào nỗ lực hòa bình tổng thống zelensky tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội x đây là một sự thất vọng lớn và là một đòn dáng mạnh vào nỗ lực hòa bình Bài đăng có kèm theo những bức ảnh về một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Kiev khiến hàng chục người thiệt mạng. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra vào ngày thứ hai trong chuyến thăm kéo dài hai ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới Moscow, chuyến đi khẳng định mối quan hệ lâu dài giữa hai nước nhưng cũng gây ra lo ngại từ Mỹ, quốc gia đang tìm cách cô lập Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Theo Forbes, Ukraine đang gặp thách thức với dàn UAV trinh sát cỡ nhỏ của Nga bay qua các thành phố và căn cứ chủ chốt của Ukraine mỗi ngày mà Kiev không thể bắn hạ hiệu quả. Trong 3 ngày vào tuần trước, UAV của Nga đã di chuyển qua các sân bay Ukraine, phát hiện mục tiêu cho tên lửa đạn đạo Iskander. Từ tọa độ mà UAV gửi về, kiếp vận hành tên lửa Nga đã nã hỏa lực, phá hủy hàng loạt máy bay có giá trị của Ukraine, gây ra thiệt hại mà Forbes đánh giá là không thể chịu đựng được các UAV trinh sát đặt ra bài toán khó cho Ukraine khi họ không có biện pháp nào hiệu quả hoàn toàn để xử lý. Về mặt lý thuyết, Ukraine có thể khai hỏa tên lửa phòng không, nhưng về mặt tác chiến, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan. Thứ nhất, Ukraine đang cạn kiệt tên lửa phòng không và chờ đợi phương Tây viện trợ. Thứ hai, giá thành tên lửa phòng không quá đắt, gấp hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần so với giá trị của mỗi UAV trinh sát. Nga, với tiềm lực sản xuất quốc phòng hàng đầu, có thể cho ra lò hàng loạt UAV hiện đại. Việc dùng tên lửa đắt đỏ để bắn hạ UAV giá rẻ số lượng lớn không phải là lựa chọn bền vững trong cuộc chiến tiêu hao. Để đối phó với tình hình, Ukraine đã huy động máy bay động cơ cánh quạt cổ điển những năm 1970 để bắn hạ những UAV Nga bay làng vàng trên các mục tiêu trọng yếu. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào cuối tuần qua cho thấy phi hành đoàn của cơ quan tình báo Ukraine trên chiếc máy bay hạng nhẹ Europat A-22, một xạ thủ ngồi ở ghế trái máy bay và dâng súng trường tấn công nhắm vào UAV. Cách phòng thủ có ưu điểm lớn nhất là giá rẻ so với mức độ hiệu quả. Các máy bay hạng nhẹ như A-22 và Yakan-52 chỉ tốn vài trăm đô la Mỹ mỗi giờ để vận hành giá thành các viên đạn mà xạ dạ thủ bắn ra cũng rất thấp. Phương án này tối ưu về mặt kinh tế hơn là bắn ra tên lửa phòng không giá hàng triệu đô la Mỹ mỗi quả. Theo Fox, về mặt chiến thuật, việc sử dụng máy bay hạng nhẹ có xạ dạ thủ ngồi trên để bắn rơi UAV không phải là phương án hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong tình huống cấp bách, Ukraine không có nhiều lựa chọn khi mắt thần Nga liên tục khiến Kiev tổn hại tiêm kích với tốc độ nhanh nguy hiểm. Nếu Ukraine không tìm ra phương án hiệu quả, F-16 do phương Tây viện trợ có thể trở thành mục tiêu của UAV và tên lửa Nga trong thời gian tới. Ngoài ra, việc vận hành máy bay gần một căn cứ không quân đang trong tình trạng tác chiến cũng ẩn chứa rủi ro. Máy bay hạng nhẹ có thể gây nguy hiểm cho tiêm kích khi chúng cất cánh và hạ cánh. Tuy nhiên, với tình trạng phòng không Ukraine bị kéo căng ra như hiện tại để lộ hàng loạt lỗ hồng ở các căn cứ chủ chốt, họ buộc phải sử dụng mọi phương án có thể.